Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong loạt series video hướng dẫn kiếm tiền với Shopify Dropshipping dành cho người mới bắt đầu. Thì đây là cái video đầu tiên trong năm 2018 về Shopify Training. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ định hướng lại tổng quan lại cái cách làm Shopify trong 2018 thì nó có gì khác so với năm 2017 không? Thì ở cái nội dung video này thì mình sẽ trình bày hết cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu và các bạn định hướng được cách làm. Đầu tiên, cái việc cần làm đầu tiên khi mà các bạn làm Shopify dropshipping ấy, khi mà các bạn xây dựng store xong rồi, đây là cái vấn đề là mình sẽ xác định cái nick hoặc là cái sản phẩm mà các bạn bán. Thì hiện nay thì để mà xác định được cái nick hoặc là cái sản phẩm mà các bạn muốn bán thì mình sẽ sử dụng những cái công cụ miễn phí như là Google Trend này đấy, hoặc là Facebook Search, hoặc là Google Search, hoặc là những cái công cụ search đấy, để các bạn khi mà các bạn muốn tìm một cái nick hoặc là cái product nào đấy, các bạn muốn tìm kiếm cái xu hướng của nó, xem là cái xu hướng của nó có đang còn hot hay không, thì lại sử dụng công cụ miễn phí là Google Trend này. Ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng những cái công cụ bên thứ ba mà phải trả phí để xác định những cái, thì nó sẽ tổng hợp cho mình những cái ad, à những cái sản phẩm đang hot, đang bán chạy đấy, như là Ecom hoặc là Intelligence này đây, rất là nhiều công cụ khác thì các bạn có thể là chọn và các bạn đánh trải nghiệm và đánh giá, tự đánh giá. Thì ngoài ra thì các bạn có thể tìm trên công trên những cái trang thương mại điện tử lớn như là Amazon này, AliExpress, Alibaba hoặc là eBay đấy, thì mình sẽ search theo những cái từ khóa liên quan đến cái nick của bạn đấy, để mình tìm kiếm cũng như là các bạn xác định cái đối thủ của mình. Thì các bạn có lưu ý ở cái phần tìm kiếm sản phẩm này, khi mà các bạn tìm kiếm được cái sản phẩm này thì mình cũng xác nhận cũng nên nên xem kỹ sản phẩm, hay là nên là có ít nhất là hai cái biến thể, hai cái variant này, ví dụ như là cỡ hai, để tăng cái lựa chọn cho khách hàng đấy. Đấy là cái phần về product research. Thì sau khi mà các bạn đã tìm được cái sản phẩm hoặc cũng như là cái nick của các bạn để làm rồi, thì tiếp theo là cái phần về marketing. Marketing đây thì mình sẽ sử dụng là đây thì trong video này mình sẽ nói về cái việc sử dụng Facebook web thôi. Facebook web thì các bạn có thể nên sử dụng cái công cụ này, Facebook mà sử dụng công cụ tìm đối tượng để target thì các bạn sử dụng cái Facebook Audience Insight này, hoặc là các bạn có thể theo dõi lại những cái video trên fanpage của bên mình, thì bên mình đã có hướng dẫn các bạn cách để target cũng như là cái cách để mình tìm những internet. Đây các bạn tìm khoảng tầm 20 internet đấy, để các bạn cho vào cái phần target. Tiếp đến là cái vấn đề về ad test này. Đây, các bạn có thể là tạo những cái asset target về US hoặc là song song nhé. Mình sẽ target với US và các bạn sẽ tạo thêm asset nữa target về worldwide để mình test cái độ hiệu quả của hai cái asset này. Thì trong năm hai thì trong cái năm 2018 này thì cái việc mà sử dụng video ad thì nó vẫn đang là xu hướng, thì các bạn có thể là ngoài cái việc mà các bạn test bằng hình ảnh ấy, thì mình có thể sử dụng test bằng video ad này. Thì đối với việc video ad này thì tạo cái content video ad để chạy với web này thì các bạn có thể là sử dụng những cái khi mà các bạn down down về, nếu mà các bạn re-up lại để các bạn tạo lại content từ clone lại mẫu app thì các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm chỉnh sửa như là Quick App này, hoặc là Camtasia, hoặc Wondershare, Filmora này. Đấy, đấy là những cái công cụ mà các bạn có thể là chỉnh sửa video. Đấy. Đấy. Thì cái việc về cái tiếp tục với cái việc testing ấy, thì ngân sách như thế nào? Thì ngân sách thì các bạn spend chi tiêu khoảng tầm 20 đô, mà không có sale thì các bạn sẽ tắt cái asset đó đi và có thể test sản phẩm khác, hoặc là đấy, nếu mà các bạn mà spend khoảng tầm 20 đô mà có sale ấy, thì các bạn sẽ tiếp để chạy và theo dõi tiếp, và các bạn có thể là tăng ngân sách cho cái asset đấy. Về cái vấn đề về viết content thì ở đây thì mình sẽ có những cái content hay thường dùng đấy, ví dụ như là get it here này đấy, get it here, hoặc là get on now,
đấy, hoặc là sell off đấy, thì các bạn mình sẽ sử dụng những cái call to action để kêu gọi người dùng hành động. Tiếp đến là cái về cái vấn đề về tăng AOV. Thì khi mà các bạn đã bán được một cái khi mà khách hàng đã vào cái trang sản phẩm của bạn để check out, thì mình sẽ sử dụng những cái công cụ để giúp tăng tăng cái giá trị đơn hàng lên. Thì đây thì mình sẽ sử dụng các cái app, ví dụ như là One Click Upsell này, hoặc là Cắt Hút này, hoặc là Bold Product Upsell này, Revenue Bump App này. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo một trong những cái app này để các bạn tăng cái giá trị đơn hàng khi mà khách hàng họ check out. Tiếp đến là cái vấn đề về scale ad này, thì các bạn có thể là sử dụng auto bid hoặc là manual bid. Đấy, thì đối với cái manual bid này thì cái ngân sách để các bạn sử dụng manual bid thì hoàn toàn là 1.000 đô, và các bạn sẽ sử dụng cái bid là 40 đô cho những cái ad mà winning. Những cái ad winning ấy, thì các bạn nên sử dụng cái mà có cái ngân sách là trên 1.000 đô, thì các bạn nên nên sử dụng manual bid. Thì khi mà các bạn sử dụng cái manual bid thì các bạn phải thường xuyên theo dõi cái ad này. Đấy, khi mà các bạn spend khoảng tầm là 100 đô thì CPC nó cái giá của cái CPP này nó mà tăng trên 10 đô thì các bạn nên kin ghé nó đi. Còn nếu mà spend 200 đô này mà CPP nó lớn hơn 30 đô ấy, thì các bạn cũng kin. Thì mục đích là mình sẽ tối ưu cái CPP này ở dưới 15 đô thôi. Đấy, đây là cái vấn đề về scaling bằng manual bid. Thì cái nguồn của nhập hàng thì năm nay thì các bạn có thể là vẫn sử dụng ngoài cái AliExpress này, thì các bạn có sử dụng Taobao này, hoặc là Amazon, hoặc là eBay, hoặc là SC này. Đấy, thì các bạn có thể là các bạn nhập hàng ở bên này để các bạn làm dropshipping. Ngoài ra thì các bạn rất là nhiều trang khác ở bên mình, thì như là trước có đã có giới thiệu một cái app, nó cũng có tính năng tương tự như là thằng Obelo ấy, nhưng mà nó cho import rất là nhiều nhiều cái sản phẩm từ những cái trang khác nhau sang. Đấy, thì các bạn có thể là xem lại cái trên fanpage của bên mình để có thể là mình cập nhật cái app đấy. Ok, thì vừa rồi thì mình vừa mới tổng quan lại cái cách làm Shopify năm 2018 cho tất cả các bạn. Thì các bạn có những cái câu hỏi hay là thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment cũng như là inbox trực tiếp qua fanpage của mình, thì bên mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì mình sẽ xin chúc tất cả các bạn thì trong năm 2018 này thì mình sẽ đạt được cái doanh thu cũng như là doanh thu cao, cũng như là lợi nhuận cao để khi mà các bạn làm số vài đối shipping. Thời video ngày hôm nay thì mình xin phép tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.